Anh em ơi, hôm nay thì mình có một sản phẩm rất đặc biệt. Nó đặc biệt bởi vì đây là một sản phẩm không thương mại anh em ạ. Và mình cũng không biết bên trong hộp chứa cái gì. Một cái màn hình nhưng không có ghi thương hiệu gì cả. Trên màn nó ghi một chữ Argon thôi anh em. Anh em biết đây là chiếc màn như thế nào không? Ôi, ngoài ra chẳng có một cái thông số gì luôn. Đây là hàng mẫu, hàng test anh em ạ. Hàng mẫu, hàng test. Nó không có thông số gì luôn ạ. Hết rồi. Trên chiếc màn hình thì nó có duy nhất một cái chữ đấy là Argon anh em ạ. Còn lại thì nó không có một cái gì nữa. Và anh em nhìn cái thiết kế chân này này, nó là lạ và nó cũng quen quen anh em ạ. Với cái thiết kế chân này thì mình nghĩ là để những người chơi game thủ có thể đặt cái bàn phím có thể là theo cái góc chéo hoặc là góc thẳng nó kia. Đây, phần quay màn hình thì nó sẽ như thế này. Cái thiết kế nó cũng lạ lạ, nó cũng quen quen, khá là chắc chắn. Độ nghiêng của chiếc màn hình cũng là tương đối, độ khoảng thấp thì là 15 độ mà cao ngửa thì nó sẽ là 30 độ này. Đây. Mình nghĩ là khi mà hoàn thiện sản phẩm hoặc là đến cái bản thương mại mà đến tay người dùng ấy thì nó sẽ có nhiều thông số hơn, ví dụ là có vạch chia độ hoặc là cái gì đó ở đây, bởi vì họ sẽ hoàn toàn làm được. Đây là một cái thiết kế theo dạng công thái học cho cái chân đế này. Cái này là để tai nghe anh em ạ. Vâng, thiết kế riêng cái này để tai nghe đấy. Rồi, cái này thì sẽ là cắm USB. Cái phần này mình không biết là có led ở sau màn hình không. Trắng trắng này thì mình nghĩ là led rồi này. Đấy, còn cái phần lỗ này thì là tản nhiệt thôi. Chứ màn hình khá là đơn giản. Màn gaming và các cái cổng kết nối của nó. Các cổng kết nối thì anh em mình sẽ có cổng B này. Vẫn tiếp tục cắm được USB ở đây. Như vậy cái hub của cái màn hình này nó có tới tận 4 cổng USB, một cổng DisplayPort và hai cổng HDMI nữa. Khá là nhiều nha, khá nhiều cổng. Đủ cổng ăn chơi. Thông số của chiếc màn này như thế nào thì mình sẽ test cho anh em nhé. Đây là một chiếc màn hình có tần số quét tối đa lên tới 390Hz ở chế độ overclock và nó sẽ start ổn định ở 360. Có rất nhiều những chế độ tùy chỉnh bằng cả phím cứng nữa. Cá nhân mình thì thấy rằng tấm nền Fast IPS trên chiếc màn này phù hợp với game bóng đá cũng như là game đua xe hơn, hay thậm chí là game MOBA. Bởi vì là với tấm nền Fast TN thì chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy đối thủ sớm hơn sau những quả flash, và đó là đặc trưng của game bắn súng. Còn những tựa game mà mình vừa nhắc tới thì đâu có cần đâu. Thay vào đó thì màu sắc đương nhiên là ổn hơn nhiều rồi. Để mà so về màu sắc với những tấm nền như là Nano IPS thì không thể bằng được. Những đánh đổi lại là tần số quét cao hơn rất nhiều và bóng mờ được xử lý cực kỳ tốt. Mình đã loay hoay cả buổi và không tài nào làm cho FC Online chạy start với mức 360Hz được, mặc dù đã tinh chỉnh hết đủ các thể loại cả phần cứng và phần mềm. Hóa ra sự kém cỏi này nó đến từ con chip Ryzen 5 3600 mà mình vẫn dùng lâu nay. Mình đã rút con màn ra và cắm vào máy bên cạnh. Vốn là đang dùng con i7 12700K thì FPS đã tăng lên 400 và cực kỳ ổn định. Vì thế mình đã hiểu rằng vấn đề là ở đâu và việc đại tu là cần thiết. Vẫn tận dụng quả bên B450 cũ,
nhưng thay vào đó là đẩy con chip lên Ryzen 7 5700X3D, và đây là kết quả anh em ạ. Mượt vãi chưởng. Với một tựa game cực kỳ khó để setting tối ưu như FC Online mà còn ngon thế này thì những game bắn súng tên V hay là những game bắn súng tên C thì mình nghĩ là cũng hoàn toàn yên tâm. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.